Xin chào quý bà con, mình tên là Lê Trung Thực, mình là một chuyên gia mưu sinh. Thì mình đã có hơn 15 năm gắn bó với bà con trong cái nghề nuôi trồng thủy sản. Thưa bà con, thì vừa qua trong những cái lớp đào tạo của Trung Thực cũng có cũng khá là nhiều anh em quan tâm đến cái vấn đề về làm sao để chúng ta tăng kiềm hoặc là chúng ta duy trì cái kiềm trong cái quá trình cái vụ nuôi của chúng ta cho con cá con tôm nó được phát triển tốt. Thì chúng ta biết là kiềm là chúng ta đo cái hàm lượng miligam của CaCO3 2 trừ, thì chúng ta thấy là trong cái môi trường nước chúng ta cái hàm lượng kiềm, cái hàm lượng mà CaCO3 2 trừ này nó càng nhiều kiềm nó càng cao. Kiềm mà để duy trì được cái hàm lượng này lấy từ đâu? Nếu như mà trong đất của chúng ta cái hàm lượng này nó ít, ta bón cái lượng vôi nó có từ cái vôi CaO hoặc là CaCO3 nó có từ cái việc đó, và trong đất chúng ta cũng có được cái hàm lượng đó, và nó có trong cái dolomit thì nó cũng có rất là nhiều cái hàm lượng CaCO3 hoặc là CaO. Vì vậy mà chúng ta phải cung cấp cho nó đầy đủ và nó đảm bảo. Khi mà cái quá trình mà chúng ta nuôi á, chúng ta đánh canxi nó nhiều thì nó sẽ kết tủa và nó sẽ nằm ở dưới tầng đáy và nó không tan, thì cái kiềm của chúng ta nó giảm. Cái nữa là cái sự hấp thụ của con tôm với con cá đó, nó hấp thụ trong nước, các cái ion này là nó hấp thụ với nhau, cũng làm cho là cái kiềm của chúng ta nó bị giảm và mất đi. Như vậy thì để mà duy trì và chúng ta làm sao mà cái kiềm nó luôn luôn ổn định, hành trình nó tương đối ổn định, thì chúng ta phải làm như thế nào? Thứ nhất là cái quá trình bón vôi CaO ban đầu, cái hàm lượng CaO chúng ta phải đánh cái lượng nó tương đối, thì mình đang cho đánh cái liều là 800 đến 1 tấn CaO cho 1.000 mét khối hoặc là 1.000 mét vuông, thì mình đang đánh cái liều như vậy và chúng ta nâng nước lên trong vòng 2 đến 3 tấc để chúng ta ngâm nó, ngâm để chúng ta đưa cái pH nó cao để làm gì? Để diệt hết các cái mầm bệnh ở dưới các cái đáy ao. Ngoài ra chúng ta nâng nước lên nữa, chúng ta diệt khuẩn và chúng ta gây cái thức ăn tự nhiên hoặc là chúng ta thả tôm, thì đó là một cách để mà nó ổn định từ ban đầu. Như vậy thì các bạn biết chúng ta đánh cái lượng vôi đó, nó sẽ có một số phân tan, cho nên bắt buộc là chúng tôi nhân sinh khối vi sinh và chúng tôi đánh cái lượng vi sinh xuống để pH nó làm giảm xuống và nó sẽ tan ra cái hàm lượng CaCO3 nó nằm ở dưới đáy đó. Cái lượng tan ra như vậy thì nó sẽ làm tăng kiềm lên, và chúng tôi đưa cái pH nó, chúng tôi nuôi ở cái pH là 7.5 thì nó sẽ là duy trì vừa pH rất là tốt và kiềm lúc nào cũng khoảng 140 đến 150 và nó ổn định rất là tốt đối với chúng ta. Cái lượng H cộng nó tạo ra đó, nó cũng phân hủy một phần cái lượng CaCO3 để cho con cá với con tôm chúng ta hấp thụ và duy trì được rất là tốt. Ngoài ra thì chúng ta có thể là chúng ta đánh cái lượng CaO vào buổi tối để chúng ta cũng có thể là năng kiềm, hoặc là chúng ta cộng thêm cái dolomit khoảng là 10kg đến 15kg trên 1.000 mét khối, là chúng ta đánh vào lúc khoảng là 2 đến 3 giờ khuya để nó cũng duy trì và ổn định được cái môi trường kiềm này rất là tốt. Mặt khác, nếu như mà để chúng ta tăng kiềm nhanh thì chúng ta sử dụng cái khoáng KT01 10kg của công ty đó, thì cũng là giúp cho cái tăng kiềm nó cũng rất là nhanh và duy trì ổn định như vậy. Mọi cái thắc mắc là bà con xin liên hệ cái số hotline của công ty để được hỗ trợ trực tiếp. Xin chân thành cảm ơn.